Nếu bạn cũng giống như những bạn trẻ khác tìm đến Hà Giang vì muốn thoát khỏi vùng an toàn của mình thì xe máy chính là dành cho bạn. Bạn sẽ thấy mình đã vượt qua nỗi sợ ra sao, mình đã từng mạnh mẽ như thế nào. You're like a circle that floats around me, keeping me. Có hai thứ thanh xuân này nhất định không được bỏ lỡ. Một là theo đuổi người bạn yêu, và hai là hãy cùng lũ bạn thân đi du lịch khắp Hà Giang. Những năm gần đây, Hà Giang đã trở thành một phần trong ký ức về một thời thanh xuân của biết bao nhiêu người. Từ những cô cậu bạn thân học chung đại học, tới những người đồng nghiệp hay thậm chí những cô chú lớn tuổi muốn tìm lại thanh xuân của mình, hoàn thành chuyến đi tới địa đầu Tổ quốc trước khi già yếu không còn sức khỏe để mà đi. Để chuẩn bị tốt hơn khi đến với Hà Giang và không bị bỏ lỡ các điểm du lịch nổi tiếng, trải nghiệm hết những điều đã làm nên tên tuổi của Hà Giang hay đã làm nên thanh xuân của biết bao nhiêu người, thì hãy cùng A Tá Hà Giang chúng ta ghé qua những địa điểm này nhé. Điểm đầu tiên trong danh sách các điểm du lịch Hà Giang đó chính là cột mốc số 0, nơi đánh dấu điểm kết thúc của tuyến quốc lộ 2, nằm ngay cạnh sân Kỳ Đài, nơi mà Bác Hồ đã từng tới và nói chuyện với bà con dân tộc vùng cao Hà Giang vào năm 1961, và là nơi bắt đầu cho cái tên Con đường Hạnh phúc. Tuy là điểm kết thúc của tuyến quốc lộ 2 nhưng lại mở ra một hành trình tuyệt vời mà không ai có thể quên được, hành trình trải nghiệm cao nguyên đá và hành trình đi trên con đường hạnh phúc huyền thoại, khám phá một địa điểm, một địa phương để thấu hiểu hơn những gì đặc sắc nhất. Mình vẫn khuyên mọi người nên du lịch như một người bản địa. Đó là lý do vì sao du lịch Hà Giang bằng xe máy lại được yêu thích nhất. Nếu bạn cũng giống như những bạn trẻ khác tìm đến Hà Giang vì muốn thoát khỏi vùng an toàn của mình thì xe máy chính là dành cho bạn. Bạn sẽ thấy mình đã vượt qua nỗi sợ ra sao, mình đã từng mạnh mẽ như thế nào, và các bạn có thể tham khảo địa chỉ thuê xe máy và tour ở link bên dưới phần mô tả nhé. Từ đây thì các bạn sẽ di chuyển thêm khoảng 40 km nữa để tới điểm du lịch nổi tiếng ở Hà Giang, đó chính là cổng trời Quản Bạ và núi đôi Cô Tiên. Cổng trời Quản Bạ đúng như cái tên mà chúng ta vẫn gọi, như một cánh cổng sẽ đưa các bạn đến tận trời cao. Từ đây mà đổ đèo xuống thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ thì sẽ còn khoảng 5 km nữa. Từ đây các bạn cũng có thể nhìn thấy thôn Nậm Đâm, một thôn của người Dao rất nổi tiếng với nhiều bài thuốc với cây rừng. Và nổi tiếng nhất ở đây đó chính là các bài tắm lá thuốc. Ở ngang đèo bạn sẽ nhìn thấy núi đôi Cô Tiên, một trong những biểu tượng của cao nguyên đá và của Quản Bạ. Xung quanh hai khối núi này còn có một truyền thuyết về tình mẫu tử và tình yêu giữa một chàng trai người Mông thổi khèn hay nhất vùng cao nguyên đá và một nàng tiên. Theo truyền thuyết thì chính cặp núi tiên này đã giúp cho Quản Bạ trở thành một vùng đất trù phú, cây cối tươi tốt suốt quanh năm. Trong hành trình tuyệt vời của mình, các bạn sẽ được ghé qua cả cây cô đơn, một biểu tượng với sức sống mãnh liệt của bà con vùng cao Hà Giang, ở nơi mà đá bao phủ phần lớn diện tích từ núi cao đến thung lũng, đâu đâu cũng chỉ toàn là đá. Vậy mà nghiến cô đơn vẫn cứ chống chịu với mưa gió, vẫn cứ vượt lên được sự khô cằn và khó khăn, lớn lên và tồn tại suốt hàng trăm năm nay, giống hệt như bà con vùng cao Hà Giang vậy. Vượt lên tất cả sự khốc liệt của thiên nhiên nơi đây, vượt lên cả những sự thiếu thốn từ nước sạch cho đến thực phẩm, khó khăn bao trùm lên từng bước chân của mỗi con người vùng cao, nhưng họ vẫn sống, vẫn vượt qua để tìm cho mình những điều ý nghĩa. Còn đối với các bạn trẻ khi tới với Hà Giang thì thường lấy cây cô đơn ra để an ủi cuộc sống cô đơn của mình, hoặc nhiều bạn khác sẽ tìm được bài học về sự kiên cường và mạnh mẽ, tiến lên như cây nghiến cô đơn vậy. Trải qua những điểm du lịch nổi tiếng ở Quản Bạ thì xin mời các bạn đến những cảnh đẹp của Yên Minh với những điểm đến không thể bỏ qua, giống như A Táo đã chia sẻ, đó chính là dốc Thẩm Mã. Và y như video 4 ngày du lịch Hà Giang bằng xe máy của mình có nói tới, thì đây chính là nơi tụ họp những bông hoa đẹp nhất vùng cao nguyên đá. Khung cảnh hùng vĩ lại có thêm những bông hoa xinh thì còn gì bằng, phải không các bạn? Tới đây thì các bạn nhớ phải lưu lại thật nhiều kỷ niệm của mình với những bức hình, có cả những con dốc và những em bé đáng yêu nơi đây nhé các bạn. Điểm tiếp theo được biết đến với tên gọi là nhà của Pao. Đây là một ngôi nhà 3 thế hệ đang sinh sống và là một trong số ít những ngôi nhà còn mang nhiều nét đặc sắc nhất của người Mông trên cao nguyên đá mà còn sót lại. Anh chị em, bây giờ chúng tôi đang trên đường đi đến với lại nhà của Pao. Và hai bên đường thì rất là đẹp bởi vì có rất là nhiều hoa lê trắng ở cả hai bên.
Thăm nhà Pao, các bạn sẽ có cảm nhận về sự chững lại của không gian và thời gian. Bước vào căn nhà, mọi thứ giống như trở về những năm xưa cũ. Không chỉ đặc biệt vì ngôi nhà là nhà của người Mông với nhiều nét kiến trúc độc đáo còn được lưu giữ lại, nhà Pao còn đặc biệt vì nó nằm ngay chính giữa thung lũng Sùng Là, một trong những thung lũng thuốc phiện lớn nhất Đồng Văn trước kia. Sau khi thăm nhà Pao, điểm du lịch nổi tiếng ở Hà Giang tiếp theo mà các bạn không thể bỏ qua đó chính là dinh thự họ Vương, một khu dinh thự không chỉ thuộc vào dạng lớn nhất của khu vực cao nguyên đá mà còn là nơi kết hợp của ba lối kiến trúc là Mông, Hoa và Pháp. Nơi đây còn có một tên gọi khác là dinh vua Mèo, một người thủ lĩnh tài ba có công lãnh đạo nhân dân, bỏ tiền ra để mua vũ khí chống lại quân Pháp và quân Tưởng để rồi được kính trọng và suy tôn làm vua của vùng đất này. Khu dinh thự được xây dựng trên địa thế kim quy do một thầy phong thủy người Trung Quốc xem cho, nghe nói là để cho con cháu dòng tộc mãi mãi được vinh hoa phú quý về sau. Trước khi để xây dựng được cái tòa dinh thự này, ông Vương Trình Đức đã mời một cái người thầy địa lý người Hán có tên là Trương Chiếu ở xã Phổ Là, huyện Đồng Văn đi tìm địa điểm cho ông xây khu dinh thự. Ông đã đi khắp 4 huyện vùng cao trên này suốt một quãng thời gian khá là dài. Cuối cùng, ông Trương Chiếu đã chọn cái mảnh đất Sa Phiền này với cái lời giải thích như sau. Theo ông, ở giữa thung lũng Sa Phiền đã nhô lên một cái quả đất hình mai rùa, tượng trưng cho thần kim quy, xung quanh là núi cao bao bọc. Nếu ông xây dựng ngôi nhà trên lưng con rùa như vậy thì sự nghiệp của ông sẽ thành đạt về sau, cũng như là dòng họ sẽ giàu sang phú quý suốt đời. Điểm du lịch nổi tiếng ở Hà Giang tiếp theo chắc chắn không một ai đến với Hà Giang mà không quên là cột cờ Lũng Cú, nằm trên đỉnh núi thiêng có tên là núi Rồng. Cột cờ Lũng Cú tuy không phải là điểm cực bắc của Tổ quốc ta, nhưng cột cờ Lũng Cú luôn được nhìn nhận như một biểu tượng của vùng biên cương cực bắc. Cột cờ Lũng Cú không chỉ có ý nghĩa tinh thần cho bà con vùng biên cương, mà việc đặt cột cờ tại đỉnh núi Rồng cũng mang đến rất nhiều ý nghĩa về mặt phong thủy và ngoại giao. Nơi đây từ thời vua Lý Thường Kiệt đã cho xây dựng cột cờ bằng cây sa mộc, và nằm kế bên của cột cờ Lũng Cú đó chính là làng Lô Lô Trại. Với gần như 100% người dân ở đây là người dân tộc Lô Lô, hãy tưởng tượng xem sẽ thú vị biết bao khi bạn được dạo bước, được nghỉ đêm tại một trong những ngôi làng xa nhất của cả nước, gần với Trung Quốc nhất, nằm ở nơi địa đầu nhất, tối đi ngủ, đốt lửa, nhảy múa và ca hát bên cột cờ Lũng Cú, sáng ra uống trà và nhìn ngắm cột cờ ở phía xa, sẽ rất tuyệt phải không nào? Xem hết video của mình, hãy để lại comment và chia sẻ video này cho bạn bè của mình cùng biết nhé. Và nhớ là ấn vào nút đăng ký kênh. Hãy ấn vào nút đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất từ mình. Cảm ơn tất cả các bạn.